bạn không được thời. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, thưa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị ở đây. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn chị Mai Thủy, anh Nguyễn Phúc Bảo Quốc và tất cả quý vị ở trong ban tổ chức. Chúng tôi cũng xin gửi lời chào trân trọng đến bác Phạm Nữ là đại diện cho cộng đồng ở tại vùng Denver này và tất cả quý vị hoặc các cái tổ chức hội đoàn ở địa phương. Và chúng tôi vô cùng tri ân cái sự hiện diện của tất cả những đồng hương của chúng ta và những người bạn ngoại quốc. With your permission, I'd like to address our fellow Vietnamese in Vietnamese first. And then I hope that those who are sitting at tables where they are non-Vietnamese speaking guests, please do help with the translation. Thank you. And probably I will sprinkle with a few words in English as well. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đến đây và rất là cảm động và mong rằng đây là cái cuộc sơ ngộ thôi và chúng tôi sẽ còn nhiều dịp nữa sẽ quay trở lại đây để mà nối kết làm việc chung với nhau, bởi chúng ta còn rất nhiều công việc. Mỗi một người đi tị nạn như chúng ta đều phải gánh nặng trên vai mình rất nhiều cái trách nhiệm đối với gia đình để gây dựng lại cuộc sống ở cái xã hội mới này, trách nhiệm đối với cộng đồng để làm sao cho cái sự hiện diện của chúng ta đã được trường tồn và đóng góp vào đất nước Hoa Kỳ, và đồng thời còn có trách nhiệm với đất nước và đồng bào hiện nay còn đang lầm than ở các nơi khác nhau trên toàn thể thế giới này. Thành ra trên cái thân nhỏ bé của người tị nạn chúng ta cũng nhiều thế mạnh vô cùng, không thể là một mình làm được mà cần phải có sự nối kết với nhau. Trong gần 3 năm nay chúng tôi đi khắp nước Mỹ và đi sang Canada để mà nói chuyện, để tìm những người mà chúng tôi gọi là những hào kiệt của đất nước chúng ta, hào kiệt nước Nam, để làm sao chúng ta cùng một lúc chu toàn các trách nhiệm khác nhau. Và cái điều mà tôi rất mừng là tí nữa đây tôi sẽ giới thiệu thêm hai hào kiệt vừa mới từ Thái Lan sang và hội nhập ngay với lại cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại này để đi tranh đấu. Đó là cô Bích Trinh và anh Diêu. Bích Trinh đâu? À đây, Bích Trinh là Diêu. Tôi muốn nói một chút về hai người trẻ này. Họ lớn lên là ở vùng nông thôn, như hồi nãy chị Mai Thủy nói, nó làm ruộng thôi. Và rồi vì vô phúc mà cả cái làng công giáo của họ đã bị công an, 500 công an đến để mà đàn áp, thì họ phải chạy, không tính trước, cứ phải cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi, chạy đường bộ. Thì tí nữa các em này sẽ trình bày kỹ hơn. Chạy sang Lào, xong rồi từ Lào mới từ từ tìm đường sang Thái Lan và phải nằm phục ở bên Thái Lan đến hơn 2 năm. Và vừa đặt chân đến nước Mỹ là lập tức bung ra để mà đi vận động lại tranh đấu cho con rồng, cho đồng hương của mình. Mà không phải chỉ riêng cho con rồng mà còn nói lên cái tình trạng đàn áp nhân quyền khủng khiếp ở Việt Nam mà bên ngoài thường là không biết, mà ngay người ở Đà Nẵng cũng không biết bởi cái sự bưng bít về tin tức. Như là Trinh đây mới qua được mấy tháng, một năm tháng nữa, còn Diêu thì chưa đầy 3 tháng. Và Trinh mới qua có 5 tháng thôi mà đã đi lên vùng của chúng tôi ở Virginia để trình bày, rồi bay qua San Jose và ngày hôm nay có mặt ở đây. Và trong 30 người mà mới đến từ Thái Lan, từ sau suốt cột dầu đó, rất nhiều người trẻ đang bung ra đi khắp nước Mỹ như vậy để mà tranh đấu. Và đây là những hào kiệt mới ở trong cộng đồng chúng ta. Xin cảm ơn. Tí nữa xin mời hai em đây nhé. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ là thế này: chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng phải có số đông thì chúng ta mới có sức mạnh. Chúng ta chỉ lấy một cái ví dụ, hai cái ví dụ liên quan đến cồn dầu, mà chỉ một người thôi mà thay đổi, quật ngã được cả chính sách. Thứ nhất là một người mà quật ngã được chính sách của thành phố Đà Nẵng. Mà ở đây quý vị nào mà theo dõi đều biết rằng cái ông Thành ủy đó là một hung thần nổi tiếng ở Việt Nam. Ông ta muốn cướp đất thì không ai mà chống cự lại được. Nhưng mà cồn dầu sau gần 3 năm vẫn còn cồn dầu, ông ta chưa cướp được. Là tự làm sao? Là vào tháng 7 khi mà chúng tôi
đã tương đối sắp xếp cho các em, các gia đình còn giàu chạy sang Thái Lan tương đối ổn định rồi, thì lập tức chúng tôi đi truy tìm những người thân của còn giàu ở tại Mỹ. Và trong cái số người thân của còn giàu ở tại Mỹ, chúng tôi truy tìm được một hồ sơ rất đặc biệt. Cái hồ sơ đó là thế này: người con là lực lượng đặc biệt, đi qua Mỹ từ lâu, đã trở thành công dân Mỹ. Mẹ ở trong nước già rồi, làm cái giấy ủy quyền tài sản ở trong còn giàu đó cho người con, và người mẹ đã qua đời. Thành ra coi như người con làm chủ của cái mảnh đất ở còn giàu, cái mẫu đất đó. Thì khi mà chúng tôi biết được cái đó, lập tức tôi liên lạc ngay với lại chính phủ Hoa Kỳ và nói rằng: các ông biết không, luật của Mỹ nói rất rõ, quốc gia nào mà tước đoạt tài sản dù của một công dân Mỹ thôi, thì luật của Mỹ có hai điều khoản. Điều khoản thứ nhất là trong cái luật về ngoại viện, thì lập tức chính phủ Hoa Kỳ phải ngưng tất cả mọi khoản viện trợ, dù đang viện trợ cho quốc gia đó phải ngưng ngay. Và thứ hai, không được quyền ban cấp cho chính quyền ấy một cái đặc quyền về mậu dịch, gọi là cái hệ thống ưu đãi thuế quan tổng quát mà chính quyền Việt Nam đã nộp đơn xin từ năm 2008. Nếu được cái quy chế đó thì Việt Nam được quyền nhập cảng rất nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ mà không được thuế. Việt Nam đang xin xỏ cái đó. Thì khi mà nhận được chứng cứ là việc là chính quyền Đà Nẵng vừa mới cướp cái mẫu đất của một công dân Mỹ, thì lập tức phía Mỹ nói chuyện với chính quyền Việt Nam. Từ đó trở đi, thành phố Đà Nẵng không còn dám đụng đến bất kỳ một căn nhà nào ở trong cái xứ còn giàu mà có thân nhân ở Mỹ. Cả quý vị cứ tưởng tượng ra xem, trong cái xứ đó như là cái miếng đất như thế này, mà lỗ chỗ là có những căn nhà mà không đụng đến được, thì làm sao anh san bằng để mà xây được cái khu du lịch sinh thái. Họ bị khựng 3 năm nay và tiếp tục sẽ khựng nữa. Thì đó là đẩy lùi được cả một chính sách, chỉ một hồ sơ thôi, nhưng mà làm đúng cách đẩy lùi được cả một cái chính sách của chính quyền Đà Nẵng đang đè nặng lên còn giàu. Thứ hai là mới xảy ra cách đây 2 tuần nữa ở bên Houston, thì bên Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Thứ trưởng Ngoại giao là Nguyễn Thanh Sơn, là cái người chịu trách nhiệm để thực thi cái nghị quyết 36, đã bỏ rất nhiều công lao qua cái tòa tổng lãnh sự của Việt Cộng ở tại Houston để móc nối. Và cuối cùng tháng 7 vừa qua, ông ta đã cử phái đoàn đến Houston để làm gì? Để mà vận động kết nghĩa chị em giữa Houston và Đà Nẵng. Cái đó làm cho một cái sự xáo động ở trong cộng đồng người Việt. Thì khi chúng tôi biết được cái đó, lập tức chúng tôi lại liên lạc với một người còn giàu, đó là Nguyễn Thành Tài, một cư dân của Houston từ lâu rồi, ta cũng là cựu quân nhân. Người em là cái người mà bị đánh chết, bảo đấy chị Mai Thủy nói, người em ruột. Thế tôi thảo cho anh Nguyễn Thành Tài một lá thư gửi cho bà thị trưởng Houston, nói rằng bà kết nghĩa rất hay, bởi vì nó cho thấy rằng bà đang tranh đấu cho quyền lợi của các doanh gia tại Houston. Thì tôi cũng là một cư dân Houston, tôi cũng xin bà tranh đấu cho quyền lợi của tôi như là bà đang tranh đấu cho quyền lợi của các doanh thương. Thì tôi chỉ yêu cầu thế này: lần sau phái đoàn Việt Nam sang Houston, bà yêu cầu họ gặp tôi và luật sư của tôi để điều đình vấn đề bồi thường tất cả những thiệt hại mà chính quyền Đà Nẵng đã gây ra cho tôi và thân nhân của tôi. Ngay lập tức, 2 tuần sau, văn phòng bà thị trưởng Houston báo cho chúng tôi biết rằng không có vấn đề liên kết, không có vấn đề chị em kết nghĩa gì nữa cả. Thế cái đó cho thấy chỉ cần một người thôi mà nói đúng cách, đúng thời điểm, dùng đúng thế, đánh bại cả một cái